hà thanh xuân bật khóc nói rõ nguyên do ly hôn vua cá coi hà thanh xuân nước mắt giàn dụa kể về chuyện tình của mình và Vu cá coi cô đang rất hạnh phúc với Vu cá coi cho đến khi về chung một nhà Vu cá coi sẵn sàng tác động vật lý lên người cô nếu như cô không nghe lời việc đi hát là năm b của xuân xuân không thể từ bỏ và trước khi cưới hà thanh xuân cũng giao kèo về vấn đề đi hát và anh thắng đã đồng ý chuyện đó nhưng lời hứa gió bay, cô đã thất vọng vô cùng. Cưới về chỉ vài ngày đầu anh Thắng đã thay đổi một cách nhanh chóng, không còn như lúc ban đầu. Anh nói Xuân ngừng ca hát để chăm sóc gia đình, Xuân không đồng ý và từ đó những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện. Và cuối cùng Xuân đã không chịu nổi và đành dứt áo ra đi sau vài tháng kết hôn. Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô tổ chức hôn lễ vào hồi tháng 5 năm 2022 sau hơn một năm tìm hiểu. Hồi tháng 3 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin vua cá coi Thắng Ngô và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân trục trặc tình cảm sau khoảng một năm về chung nhà. Tin đồn bắt nguồn từ việc cả hai hủy kết bạn trên nền tảng mạng xã hội, đồng thời xóa những hình ảnh tình tứ trước đó. Chưa kể, Hà Thanh Xuân rất tích cực hoạt động mạng xã hội, nhưng không còn đăng tải khoảnh khắc cùng ông xã. Thay vào đó, cô chia sẻ hình ảnh đời thường, hội trường công việc hay đi dự sự kiện, tích cực chạy show ở châu Âu, châu Á. Cô khéo léo khoe cuộc sống một mình với hình ảnh người phụ nữ độc lập và không trả lời những bình luận của khán giả có nhắc đến ông xã hay hỏi thăm tình trạng hôn nhân. Nữ ca sĩ còn liên tục đăng tải các trạng thái buồn. Có nhiều người nói chẳng bao giờ thấy Xuân buồn, lúc nào cũng tươi cười. Thực sự những lúc buồn nhất, Xuân sẽ chọn im lặng và ngồi thiền. Khi ổn sẽ xuất hiện trước mọi người, vì Xuân đã học rất tốt cách yêu thương bản thân mình. Xuân lúc nào cũng muốn đem năng lượng tích cực đến mọi người. Muốn làm được điều đó thì phải ổn đã. Love myself. Trong khi đó, doanh nhân Thắng Ngô cũng tích cực chia sẻ về cuộc sống đời thường, miệt mài làm việc, hoạt động thể dục thể thao, vua các coi hoạt động sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok. Anh cũng không ngại đáp trả bình luận soi mối đời tư. Cụ thể, khi có người để lại bình luận rằng thanh xuân ngắn lắm, Thắng Ngô liền trả lời, thế nên hãy quan tâm đến gia đình và chính mình trước đi nhé. Hay khi có người thắc mắc rằng các bài đăng đều gắn tên Hà Thanh Xuân, năm doanh nhân viết, chắc hẳn có gì đó liên quan. Hậu ném nhẫn cưới rất tình với Hà Thanh Xuân, Vua Cá Coi tỏ thái độ hàn học khi bị gợi chuyện cũ. Những ngày qua, cái tên Vua Cà Coi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng khi đăng clip Ném nhẫn cưới đi, hành động của Thắng Ngô được cho là ngầm thông báo rất tình với Hà Thanh Xuân. Trước đó cả hai từng có chuyện tình gây tranh cãi khi Hà Thanh Xuân được cho là người thứ ba trên chân và hạnh phúc gia đình Vua Cà Coi, còn Vua Cá Coi thì bị chỉ trích là sang bỏ vợ. Bất chấp tất cả, Thắng Ngô vẫn hết mực, minh oan cho Hà Thanh Xuân. Tôi rất khó cười, nhưng chỉ vài tháng quen biết Xuân, thời gian tôi cười bằng cả đời mình cộng lại. tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì cả hai đã chính thức chia tay được gần một năm. mới đây khi chia sẻ clip đi kiểm tra đất ở phú mỹ, một cư dân mạng để lại bình luận dưới bài đăng của thắng ngô, anh cần người về làm cho anh cười cả ngày lẫn đêm nữa không ạ? thắng ngô đáp lại hàn học, bạn lo cho bạn tốt đi, như vậy gia đình bạn sẽ được nhờ và xã hội sẽ dần văn minh hơn. có vẻ như anh thực sự không thoải mái khi có người khác nhắc hay gợi lại chuyện về người cũ. Chuyện tình ngỡ đẹp như mơ nhưng lại kết thúc trong vánh của Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân cho đến nay vẫn nhận được nhiều mối quan tâm từ cộng đồng. Quang Lê cách đây không lâu chia sẻ về việc Thắng Ngô từng ghen với anh. Nhiều khi Hà Thanh Xuân đang đi với chồng mà có tôi là không được. Bản thân Hà Thanh Xuân cũng ái ngại dù giữa chúng tôi không có gì. Vì thế nên khi Hà Thanh Xuân lấy vua cá coi, chúng tôi dù thân cũng dần dãn ra không gặp gỡ nhau nữa. Như có sợi dây vô hình ngăn cản chúng tôi. Sau này khi đã chính thức chia tay Hà Thanh Xuân mới gặp tôi chia sẻ, bảo rằng phải thông cảm vì em lúc đó Còn bên nhà đẻ rồi nhà chồng nhìn vào Tôi cũng thông cảm Coi như không có chuyện gì Nam danh ca kể lại Vua cá coi thắng ngô ném nhẫn cưới sau khi bị Quang Lê Tố ra trưởng kiểm soát nên Hà Thanh Xuân chia tay. Dù Hà Thanh Xuân đã thông báo ly hôn từ tháng 10 năm 2023, nhưng từ đó đến nay vua cá coi Thắng Ngô vẫn đeo nhẫn cưới ở ngón áp út, khiến nhiều người thắc mắc. Mới nhất, Thắng Ngô bất ngờ đăng tải clip thả nhẫn cưới xuống nước và viết caption tâm trạng. Số phận con người vốn dĩ không ai giống ai. Chính vì vậy, nhiều người đi vào con đường tâm tối vì họ không có sự lựa chọn. Đó là cách duy nhất để họ có thể thay đổi số phận. Nhưng cũng có nhiều người đi vào con đường tâm tối. Chỉ đơn giản, đó là sự lựa chọn nhẹ lòng. Ngoài ra Thắng Ngô đính kèm cảm xúc đang cảm thấy tự do và cập nhật trạng thái đã ly hôn trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng sau 8 tháng kể từ khi ồn ào xảy ra, Thắng Ngô mới thực sự rất tình với nữ ca sĩ. Động thái này diễn ra sau khi Quang Lê, người từng được đẩy thuyền với Hà Thanh Xuân, ám chỉ Hà Thanh Xuân ly hôn vì chồng và gia đình chồng khó khăn, không hiểu con dâu. Trong một chia sẻ với danh hài Thúy Nga, Quang Lê nói, chuyện tôi và Hà Thanh Xuân quen nhau, đồng nghiệp thì hiểu cho nhau, nhưng chồng Hà Thanh Xuân chưa chắc đã hiểu vì anh ấy không làm trong showbiz. Chưa kể gia đình chồng Hà Thanh Xuân càng khó khăn, không hiểu. Nghệ sĩ khi lập gia đình thì chồng và gia đình chồng phải thấu hiểu, như vậy mới giữ được hạnh phúc bền lâu. Nhiều khi Hà Thanh Xuân đang đi với chồng mà có tôi là không được, bản thân Hà Thanh Xuân cũng ái ngại dù giữa chúng tôi không có gì, vì thế nên khi Hà Thanh Xuân lấy vua cả coi, chúng tôi dù thân cũng dần giãn ra, không gặp gỡ nhau nữa, như có sợi dây vô hình ngăn cản chúng tôi. Sau này khi đã chính thức chia tay, Hà Thanh Xuân mới tìm gặp tôi để chia sẻ. Hà Thanh Xuân bảo tôi rằng anh phải thông cảm vì em lúc đó còn bên nhà đẻ rồi nhà chồng nhìn vào. Tôi cũng thông cảm, coi như không có chuyện gì, tôi không để bụng làm gì. Hà Thanh Xuân sinh năm 88, tháng Ngô, sinh năm 75 họ quyết định về chung một nhà chỉ sau vài tháng tìm hiểu và đã tổ chức một đám cưới hoành tráng vào tháng 5 năm 2022. Ngoài sự chỉn chu và đầu tư của cả hai cho không gian tiệc cưới, ngày đặc biệt của cặp đôi còn nhận được lời chúc phúc từ phía hàng loạt ngôi sao đình đám như Quang Lê, Dương Triệu Vũ. Sau khi kết hôn, cặp đôi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Không ít người dèm pha mỉa mai vua cá coi khi giàu sang lại đổi vợ. Ngược lại, Hà Thanh Xuân bị nghi là người thứ ba, chen vào cuộc tình của Thắng Ngô và vợ cũ. Cặp đôi cũng nhiều lần vướng nghi vấn dặn nứt nhưng nam doanh nhân phủ nhận thông tin và khẳng định Hà Thanh Xuân chỉ đang bị stress. Tháng 10 năm 2023, Hà Thanh Xuân thông báo tan vỡ. Cô cho biết mình và vua cá coi chưa từng đăng ký kết hôn. Điều này có nghĩa là trên giấy tờ họ vẫn độc thân. Sau thông báo tan vỡ, cả Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô đều nhanh chóng quay lại cuộc sống thường ngày. Hà Thanh Xuân vẫn tiếp tục sinh sống ở Mỹ cùng gia đình, theo đuổi đam mê ca hát. Gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc nữ ca sĩ kết hôn với ca sĩ Quang Lê. Tuy nhiên phía Quang Lê nhanh chóng lên tiếng khẳng định thông báo này không đúng sự thật. Về phía vua cá coi, năm doanh nhân tập trung vào việc kinh doanh và chia sẻ hoạt động này lên trang cá nhân. Đặc biệt từ đó đến nay, doanh nhân vẫn đeo nhẫn cưới bình thường. Hà Thanh Xuân và Quang Lê nói về chuyện có con. Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau đoạn clip ghi lại màn gặp gỡ trò chuyện giữa Hà Thanh Xuân và Quang Lê. Trong đoạn clip, Quang Lê và Hà Thanh Xuân cùng đi dạo với nhau. Trong cuộc trò chuyện, Quang Lê bất ngờ nói, mai mốt mình có con mình sẽ đặt chữ Hà. Mai mốt mình có con hả anh? Con anh hay con em? Hà Thanh Xuân hỏi lại nam ca sĩ Con của hai đứa mình Quang Lê đáp lại Nghe thấy vậy Hà Thanh Xuân lộ rõ vẻ khoái chí, Cô cười lớn rồi nắm cánh tay ca sĩ Quang Lê Đoạn clip này được chia sẻ trên mạng xã hội lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dẫu biết rằng Quang Lê và Hà Thanh Xuân chỉ ngẫu hứng trêu đùa nhau, nhưng dân mạng vẫn dần dần đẩy thuyền cặp đôi này. Trước đó vào tháng 9 năm 2023, Hà Thanh Xuân chính thức lên tiếng thông báo về việc đã chia tay với chồng là vua cá coi tháng ngô sau hơn một năm kết hôn. Tiếp đó hồi cuối tháng 3 năm 2024, thông tin Hà Thanh Xuân và Quang Lê sắp làm đám cưới bất ngờ rộ lên, khiến nhiều người bàn tán. Nguyên nhân xuất phát từ hình ảnh Hà Thanh Xuân tóc búi cao mặc váy trắng, bên cạnh là Quang Lê diện vest chỉnh tề. Tuy nhiên đây là thông tin không chính xác. Theo đó ngày 27 tháng 3 vừa qua, quản lý Quang Lê phủ nhận lời đồn thổi trên mạng. Người quản lý này cũng cho biết Quang Lê phản ứng khá bình thường và không để tâm nhiều. Bên cạnh đó, Hà Thanh Xuân cũng từng có bài viết đính chính về mối quan hệ của cả hai. Nữ ca sĩ khẳng định cô và Quang Lê hiện tại chỉ là anh em đồng nghiệp. Dẫu vậy cặp đôi vẫn liên tục để lộ những cử chỉ tình tứ ngọt ngào dành cho nhau, khiến dân tình liên tục đẩy thuyền. Hà Thanh Xuân thân mật trai đẹp hậu chia tay vua cá coi, dân mạng chúc mừng gần đây thông tin vua cá coi thắng ngô và nữ ca sĩ hà thanh xuân chia tay sau hơn một năm đám cưới khiến nhiều người xôn xao từng là cặp đôi gây nhiều sóng gió khi công khai mối quan hệ thế nên khi thông tin cả hai chia tay được xác nhận cộng đồng mạng liên tục bàn tán mới đây trên kênh tiktok của mình nữ ca sĩ hà thanh xuân gây chú ý khi đăng tải đoạn clip ghi lại sân khấu biểu diễn của mình trong một chương trình âm nhạc xuất hiện trên sân khấu với nhan sắc xinh đẹp hà thanh xuân khoe giọng hát ngọt ngào và trình diễn ăn ý cùng các vũ công nam điển trai có thể thấy được rằng hà thanh xuân vẫn giữ được tinh thần tốt đẹp để tiếp tục công việc ca hát sau thời điểm công bố chia tay. Dưới đoạn clip, nhiều khán giả để lại các bình luận chúc mừng cho sự tự do của Hà Thanh Xuân. Nữ ca sĩ cũng gây chú ý khi để lại những câu trả lời thể hiện sự đồng tình với những bình luận đó từ cư dân mạng. Hậu đám cưới rình rang, Hà Thanh Xuân vẫn hoạt động tại nước ngoài. Trên trang cá nhân của mình, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh chạy show ca hát vô cùng chăm chỉ. Suốt thời gian dài, rất hiếm khi thấy Hà Thanh Xuân chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với vua cá coi lên mạng xã hội. Vua Cá Coi Thắng Ngô chia sẻ từng mất rất nhiều thời gian để theo đuổi Hà Thanh Xuân. Trong đám cưới hồi tháng 5 năm 2022, cả hai cũng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao vì những chia sẻ đậm chất ngôn tình. Hà Thanh Xuân hé lộ con người thật của vua Cá Coi. Hà Thanh Xuân ngấn lệ, rất tiếc khi phải ly hôn sau vài tháng về chung một nhà với Thắng Ngô. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, mọi thứ anh Thắng đều chiều theo ý Xuân, cưng như một nàng công chúa. Đời đâu như là mơ, cô thất vọng vô cùng mọi sự mâu thuẫn đều xuất phát khi về một nhà không tìm được tiếng nói chung anh thắng không còn như xưa cộc cằn không cho xuân được làm theo những gì mình thích tất cả phải nghe theo lời của anh xuân là một người phóng khoáng thích độc lập và tự do không theo khuôn phép muốn làm những gì mình yêu thích xuân yêu cuộc sống yêu mọi thứ đến với mình thật nhẹ nhàng như cách anh thắng chiều chuộng khi mới quen xuân tất cả đã đổ vỡ xuân bị trầm cảm không thể dứt ra được và quyết định cuối cùng xuân đã ra đi trở về cuộc sống tự do không bị ràng buộc bởi chồng con. Trước đó tin đồn bắt nguồn từ việc hai người xóa nhiều hình ảnh chung, hủy kết bạn trên mạng xã hội. Ngoài ra, cư dân mạng phát hiện Thắng Ngô khóa trang Facebook cá nhân. Doanh nhân Thắng Ngô cho biết đây là câu chuyện riêng của hai vợ chồng, chỉ mong sống yên ổn và không bị mọi người đồn thổi. Khi vợ chồng chúng tôi chưa lên tiếng thì những thông tin trên mạng xã hội tôi không hề quan tâm. Nam doanh nhân nhấn mạnh, Thắng Ngô cho hay đã khóa Facebook cá nhân từ 10 ngày trước do bị kẻ gian ăn cắp thông tin và đăng tải linh tinh. Trước đó tháng 5 năm 2022, Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân tổ chức đám cưới gây xôn xao dư luận. Hà Thanh Xuân sinh năm 88 đi hát từ năm 57 tuổi và từng gây chú ý tại cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Sau đó cô theo gia đình sang Mỹ định cư, trở thành giọng ca hải ngoại được nhiều người yêu mến. Doanh nhân Thắng Ngô, sinh năm 75, được biết đến với biệt danh Vua Cá Coi Việt Nam. Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô biết nhau lần đầu vào tháng 4 năm 2011 khi được một đạo diễn làm mai. Đây cũng là thời điểm nam doanh nhân và vợ cũ thống nhất ly hôn. Sau một thời gian tự tìm hiểu thông tin về Hà Thanh Xuân, Thắng Ngô dần có thiện cảm với nữ ca sĩ từ một người không theo đuổi ai quá ba ngày, anh trở thành phan cứng, không ngại thả tim, từng livestream ca hát của Hà Thanh Xuân, kiên trì nhắn tin trò chuyện với cô suốt hơn một tháng, cách nhau nửa vòng trái đất, lại ảnh hưởng dịch bệnh, tình cảm của cặp đôi được vun đắp qua những dòng tin nhắn, cả hai có nhiều sự tương đồng từ suy nghĩ đến những mong muốn trong tương lai và dần thay đổi tích cực sau khi quen biết nhau.